mà tối nay mình sẽ chỉ đi ăn thôi vì rất mệt rồi. Mẹ em vào bữa Thái Lan tôm nhâm nước vào suốt. Cả cá đấy này, trứng, mì siêu ngon, vị cà ri này cũng ngon nữa. Đây là tên nhà hàng nha. Nó rất ngon luôn á. Khi mình đi đến Amsterdam thì mình nhận thấy là kiến trúc ở nơi đây là một trong những nơi mà mình thấy khá là dễ nhận biết. Với các tòa nhà có xu hướng là nhỏ, nhiều cửa sổ và lại khá là cao nữa. Lý do những ngôi nhà ở Amsterdam lại khá là cao và mỏng như vậy là vì trong thời kỳ hoàng kim của Hà Lan, lại khá là thế kỷ 17, thì thuế xây dựng được tính dựa trên chiều rộng mặt tiền của bất động sản. Vì vậy nên cùng một diện tích nhưng mà một ngôi nhà cao và mỏng có thuế ít hơn. Nhìn từ xa thì mình để ý là đều có phần lô ra. Sau khi mình về mình tìm hiểu lý do các tòa nhà ở đây đều có cái móc ở trên cao thì đó là người dân Amsterdam dùng để di chuyển những đồ nội thất hoặc là những đồ vật quá khổ đi lên được trên các tầng cao. Tại vì cũng như mọi người có thể thấy đấy, là cái bề mặt chiều ngang của các tòa nhà ở đây thường khá là hẹp. Điểm nhận dạng nữa cho những ngôi nhà ở Amsterdam đó chính là rất nhiều cửa sổ và cửa sổ cũng khá là to nữa. Lý do là bởi vì khi mà giá đất rất đắt đỏ thì cửa sổ to không chỉ mang lại ánh sáng tự nhiên mà còn giúp cho cấu trúc kết cấu của căn nhà này nhẹ hơn và dễ dàng xây dựng hơn. Mọi người nghe cái tiếng cạch 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 đấy không?
tiếng sang đường ấy. Mình chưa nghe cái tiếng đèn sang đường nó to đến như vậy. Khi mà mọi người để ý kỹ thì có thể thấy những căn nhà Amsterdam, đặc biệt là những căn nhà ở đoạn kênh này, thì khá nhiều nhà hơi nghiêng ngả, thậm chí là hơi cong cong và nghiêng về phía trước nữa. Lý do là bởi vì nền đất Amsterdam không phải là một nền đất vững chắc mà đất khá là mềm, cho nên là khi xây dựng thì người dân sử dụng thêm cọc gỗ. Tuy nhiên là qua thời gian thì cọc gỗ sẽ bị lún hoặc là bị nghiêng, khiến cho tòa nhà cũng sẽ nghiêng ngả theo. Loại bánh waffle khá là nổi tiếng ở Hà Lan, và mình nghĩ là các bạn nào đi Hà Lan đều sẽ nên thử loại bánh waffle này, tùy khẩu vị mỗi người thôi. Thì có thể thấy nó ngon hoặc không ngon. Mình thì thích ăn các loại bánh mềm hơn, cho nên là mình thử bánh này để cho vui thôi, chứ thực ra là không hợp với khẩu vị của mình lắm. Bánh waffle này thì sẽ khá là giòn ở bên ngoài và mềm bên trong. Bên trong thì nó sẽ nhân caramel, syrup caramel, và khá là ngọt đấy. Cho nên là mọi người cân nhắc nha. Amsterdam là một trong những thành phố thuộc top đầu những nơi mà sử dụng xe đạp như một phương tiện di chuyển thường xuyên nhất, thì mọi người có thể thấy xe đạp ở khắp mọi ngõ ngách và cung đường ở Amsterdam, và mình nghĩ là nhiều thành phố ở Hà Lan cũng như vậy. Nhiều khi mình còn thấy mọi người đi xe đạp ở đây còn nhanh cả đi xe máy luôn ấy. Lúc đầu thì bọn mình tính là thuê xe đạp để đi dạo quanh các cung đường Amsterdam, nhưng mà trời thì lạnh, cộng thêm cũng hơi mưa bay bay, nên là bọn mình đã phải loại bỏ suy nghĩ đó. Kimchi, đây là thịt này, mình gọi tatami.
đây. Ăn xong thì bọn mình kéo vali ra ga tàu và chuẩn bị đi về London thôi. Cũng khá là tiếc tại vì chuyến đi Amsterdam lần này của mình trời không được đẹp cho lắm. Hôm đầu tiên thì mặc dù không quá mưa nhưng mà cũng không có nắng. Hôm bọn mình chuẩn bị về thì lại mưa khá là dày, nên là không thấy bất kỳ ánh nắng nào cả. Khá là buồn. Xong rồi kiểm tra passport. Lúc mà về tại London thì mình đọc kiểm tra PRP của mình nữa. Thì thôi, đồ đi tàu thì không bị restrict như việc đi máy bay. Máy bay thì nhiều hãng có sẽ limit số lượng hành lý hoặc là số lượng cân chẳng hạn. Còn đi tàu thì nó chỉ có quy định về kích thước hành lý thôi, còn bao nhiêu cân cũng được ấy. Thế là một mình nghĩ là đi tàu, nếu mà đi cái nước gần biên giới như là kiểu đi Hà Lan hoặc là đi Pháp, tại Paris thì đi tàu là tiện hơn. Mình đã kết thúc chuyến đi đến Paris và Hà Lan rồi. Thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo của mình nha. Mình đã chuẩn bị đi du lịch tiếp rồi. Bye bye.